Như clip trước mình nói thì bây giờ cũng nghỉ Tết rồi, đang trên đường đi về nhà nè. Đi qua cái phà sông nước mênh mông nhìn đã không. Trước khi về nhà thì mình có ghé qua ngoại chơi, sẵn quay clip lại cho các bạn xem cái hồ cá của ngoại mình luôn. Xem lại mấy cái con cá ba đuôi đen thùi lùi mà hồi lúc mình đem lên cho ngoại nuôi nè. Hồi lúc nó đen xì đúng không? Mà bây giờ nó đỏ đỏ trên người nè. Không biết từ màu đen mà sau này ngoại mình nuôi nó có thành màu đỏ được không ha. Bây giờ thì để mình xin ngoại miếng thức ăn để cho cá ăn. Hôm nay trước khi cho cá ăn thì mình bổ sung thêm một tí vi sinh OBO nữa để bổ sung thêm lợi khuẩn và một số loại vitamin cần thiết giúp cá tiêu hóa tốt hơn. Các bạn xem con cá ba đuôi nó ăn ngon lành chưa nè. Còn mấy con cá chép thì nó hơi nhát á, bởi vậy nó ăn không có được sung lắm. Tại đa số cá chép trong hồ này là được ngoại mua ở ngoài chợ á. Đúng ra là vô nồi rồi mà gặp ngoại nên mới được sống tiếp á. Còn cơm bưng nước gót tặng mồm nữa chứ. Nói nó nhát vậy thôi chứ mỗi lần mà cho nó ăn là nước cũng văng tung té hết trơn à.